ông bà, cha mẹ lần lượt qua đời. Tổ ấm nhỏ chỉ còn có hai chị em nương tựa vào nhau. Cay đắng, tủi buồn. Nhưng em không đầu hàng trước số phận. Em chỉ biết là cố gắng hơn mỗi ngày, nỗ lực trong học tập để phấn đấu hơn thôi. Em cố gắng rất là nhiều cho nên là 3 năm nay là em lúc nào cũng đạt học sinh giỏi và nhất nhì của lớp. Bạn rất là giàu nghị lực khi phải vừa đi học vừa lo cho em. Tuần này, mời quý khán giả cùng chia sẻ với câu chuyện vượt khó đầy cảm động của cô trò nghèo mồ côi sắp bước chân vào chặng đường đại học. Em Nguyễn Thị Ngọc Trinh, đến từ trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, tỉnh Tiền Giang. Chương trình được phát sóng lúc 16h40 thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.